Nhưng làm thế nào để có thể sử dụng mạng xã hội một cách hợp lý với cái tư tưởng càng cai càng nghiện? Tôi biết đã có rất nhiều bạn đã thử và thành công ngay từ những lần đầu tiên bỏ mạng xã hội. Thế nhưng mà những nhà sáng chế họ không dành thời gian và công sức để nghiên cứu cả một công trình đồ sộ để cho chúng mình nhảy ra nhảy vào bất cứ lúc nào cũng được. Họ khiến cho mạng xã hội trở nên cực kỳ gây nghiện. Vậy nên mục tiêu của tớ trong video này không phải là khuyên các cậu bỏ mạng xã hội 100%, mà điều mà tớ hướng đến đó chính là sử dụng mạng xã hội một cách hợp lý. Nhưng làm thế nào để có thể sử dụng mạng xã hội một cách hợp lý với cái tư tưởng càng cai càng nghiện? Trước tiên, nghiện mạng xã hội là gì? Đối với tớ thì việc nghiện mạng xã hội đó chính là khi cậu để cho mạng xã hội chiếm phần lớn thời gian của cậu trong ngày. Đồng thời đi kèm theo đó là cảm giác rất khó chịu khi mà không được sử dụng mạng xã hội. Cậu có bao giờ lâm vào cái tình cảnh là định bụng mở điện thoại lên để check tin nhắn một vài phút thôi nhưng mà cuối cùng lại dành cả một tiếng đồng hồ chỉ để lướt mạng xã hội? Hay là việc đầu tiên cậu làm trong ngày đấy là sử dụng điện thoại chứ không phải là đánh răng? Đó đều là dấu hiệu của việc nghiện mạng xã hội hết. Tớ cho rằng đây là một thói quen xấu chứ không phải là một loại bệnh hay là một cơn nghiện nào đó. Nhưng điều nguy hiểm ở đây đó chính là mặc dù nhận thức được về sự nguy hiểm, về tác hại của mạng xã hội, chúng mình vẫn luôn để cho mạng xã hội có một cái tác động không mấy tích cực lên cuộc sống của chúng mình một cách cực kỳ chủ động. Và không có một loại thần dược nào có thể giúp chúng mình thoát khỏi cái cơn nghiện này hết cả. Chỉ có bản thân chúng mình mới có thể đưa chúng mình về lại đúng hướng được thôi. Về phần tớ, mặc dù tớ đã bỏ được đến 80% mạng xã hội ra khỏi cuộc sống của mình rồi, nhưng mà tớ vẫn có khả năng rất cao sẽ bị nghiện lại giống hồi trước. Vậy nên nếu như mà tớ không có một cái sự kiểm soát nào cho bản thân thì việc đấy chắc chắn sẽ xảy ra. Vậy nên các cậu đừng lo lắng, bởi vì tớ sẽ luôn ở trong chiến dịch này cùng các cậu. Bây giờ chúng mình cùng bắt đầu vào chiến dịch giãn cách mạng xã hội. Social media distancing, let's get it. Chúng mình cùng đến với cách đầu tiên, đó chính là social media diaries. Ở cách đầu tiên này thì chúng mình có hai bước cần thực hiện. Ở bước 1 này thì tớ muốn nhấn mạnh một điều là mạng xã hội cho chúng mình cực kỳ nhiều những cảm xúc, từ vui lẫn buồn, từ tích cực cho đến tiêu cực. Một nhà tư duy thiết kế của Google tên là Tristan Harris đã phân tích cái sự unpredictable, cái sự không thể đoán được này của mạng xã hội, khiến cho chúng ta có những cái cảm xúc cũng không thể nào đoán trước được. Vì thế chúng mình rất là khó để dứt ra khỏi mạng xã hội. Đôi khi thông tin chính quy thì không có ý đồ gì xấu cả, nó chỉ mang một hình thức đưa tin thôi. Thế nhưng mà bởi vì sự phản ứng của cộng đồng mạng khiến cho chúng mình nghĩ theo một chiều hướng tệ hơn và cảm xúc của chúng mình cũng sẽ đi theo cái chiều hướng đấy luôn. Điều này cũng áp dụng với hướng ngược lại. Như vậy thì chúng mình sẽ dùng lửa trị lửa, dùng mạng xã hội để không dùng mạng xã hội nữa, dùng cảm xúc để tiết chế cảm xúc. Hãy lấy một tờ giấy hoặc một quyển journal nếu như cậu có và viết tất cả những xúc cảm đến với cậu khi sử dụng mạng xã hội và khoảng thời gian cậu lướt không ngừng trên mạng xã hội, viết đến khi nào cậu không còn cảm xúc nữa thì thôi. Ví dụ như thế này: tự dưng có thông tin số lượng người nhiễm bệnh ở Hàn tăng làm mình rất hoang mang. Mình đã nhìn thấy một bức tranh cực kỳ đẹp và bức tranh đó khiến cho mình muốn vẽ. Hôm nay mình dùng cả buổi chiều để xem story của tất cả các bạn, chả làm được cái việc gì. Sau khi đã có trong tay danh sách của mình rồi thì hãy dùng bút màu và đánh dấu những cảm xúc tiêu cực cậu nhận được trên mạng xã hội, cùng với những khoảng thời gian cậu đã lãng phí khi lướt web, và để nguyên những cảm xúc tích cực. Hãy thật lòng hết sức có thể đối với danh sách này của cậu. Cậu không cần phải che giấu những cảm xúc của mình. Đây chính là lúc cậu cần be a bitch. Sau đó hãy đặt tên cho cái danh sách của cậu là SMD, Social Media Diaries hoặc Social Media Distancing, hoặc bất cứ cái tên nào cậu muốn đặt cho cái list này của cậu. Ở bước thứ 2 của cách 1 này thì các cậu hãy tranh thủ thời gian để hoàn thành tất cả những việc mà các cậu phải làm. Ví dụ như là bài tập này, hay là công việc nợ sếp từ quá lâu rồi này, những thứ mà chất đống mà các cậu đã procrastinate suốt một khoảng thời gian quá dài, hay là đống quần áo chưa gấp rồi là một góc này. Những khối công việc đã hoàn thành này sẽ trở thành một loại vũ khí để các cậu chống lại những cái cảm xúc tiêu cực mà các cậu đã viết xuống ở trong nhật ký mà các cậu đã chuẩn bị ở bước 1. Đến cuối ngày, hãy lấy nhật ký mà cậu đã chuẩn bị ở bước 1, viết vào bên cạnh những cảm xúc tiêu cực, những việc mà cậu đã hoàn thành được trong hôm nay, rồi cầm bút gạch duệt một phát tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy đi. Càng nhiều việc đã hoàn thành thì càng nhiều cảm xúc tiêu cực được gạch bỏ. Nếu như một ngày hôm nay mà cậu không gạch hết được những cảm xúc tiêu cực thì hãy tiếp tục vào ngày mai nhé. Với cách làm này thì cậu hoàn toàn có thể hoàn thành xong tất cả mọi việc mà các cậu cần phải làm, đồng thời lại có thể đánh bại được tất cả những cảm xúc tiêu cực mà các cậu gặp trên mạng xã hội.
hãy tiếp tục cập nhật cái list này của mình giống như là viết nhật ký, để chúng mình có một cái mối quan hệ healthy balance hơn đối với mạng xã hội của chúng mình nhé. Cách thứ hai, hệ thống ngăn chặn mạng xã hội trong điện thoại. Gọi là hệ thống bởi vì cái hệ thống này sẽ được sử dụng trong điện thoại của cậu. Nghĩa là biến điện thoại của cậu từ một nhân tố khiến cho cậu bị nghiện mạng xã hội trở thành một trợ thủ đắc lực để chúng mình chống lại mạng xã hội. Hệ thống này hoàn toàn không có một dạng nhất định, cậu có thể sử dụng nó theo một cách mà cậu muốn. Tuy nhiên là hãy tuân thủ theo một số nguyên tắc như sau. Đầu tiên đó chính là hãy tắt hết notification, bao gồm cả thông báo trên màn hình khóa và cái cục tròn tròn đỏ đỏ hiện lên trên cái icon của app. Tiếp theo là mỗi khi sử dụng điện thoại để dùng mạng xã hội, hãy đặt hẹn giờ để điện thoại thông báo thời lượng sử dụng đã hết. Sau đó, hãy đưa điện thoại của mình ra khỏi tầm mắt khi làm việc hoặc học bài. Sao mà cách lòng mà, chừng nào nhìn thấy điện thoại thì cậu sẽ còn cảm thấy bứt rứt và muốn sử dụng. Tiếp theo, hãy sắp xếp màn hình điện thoại của cậu thật là gọn gàng, chỉ nên để những app khiến cậu trở nên năng suất ở trên màn hình chính. Cuối cùng, cậu có thể cài đặt một số app phục vụ cho việc học và tập trung cao độ vào máy để hỗ trợ cậu trong việc học. Trong video lần trước, tớ đã giới thiệu về một số app như này rồi. Tớ sẽ để link ở phía dưới hoặc là cậu nhấn cái link nhỏ nhỏ ở trên góc phải màn hình nhé. Chỉ với hệ thống này không thì không thể nào ngăn chặn việc sử dụng mạng xã hội 100% được. Thế nhưng mà đây sẽ là một trợ thủ đắc lực để giúp cho các cậu có một cái mối quan hệ mạnh khỏe hơn với mạng xã hội và điện thoại của mình. Đúng như tiêu chí ban đầu của smartphone là khiến cho cuộc sống của chúng mình dễ dàng hơn. Cách thứ 3, tỷ lệ phần trăm thời gian. Theo thống kê cho thấy thì độ tuổi sử dụng mạng xã hội nhiều nhất rơi vào khoảng từ 18 cho đến 50, nghĩa là độ tuổi đi làm và đi học. Vì thế nhiều người sử dụng mạng xã hội như một dạng snack ăn liền để giải trí và giảm stress. Đối với thực phẩm ăn liền thì chắc chắn sẽ không mất thời gian và không mất tí công sức nào rồi. Tuy nhiên thực phẩm ăn liền thì hoàn toàn có những tác dụng không tốt đến sức khỏe của chúng mình. Vì vậy phải dùng mạng xã hội để giải trí như thế nào khi mà cậu không có đủ thời gian để dùng những cách khác để giải trí nữa. Nếu như đấy là trường hợp của cậu thì chúng mình sẽ sử dụng tỷ lệ phần trăm thời gian để sử dụng mạng xã hội. Tỷ lệ phần trăm thời gian có nghĩa là cậu sử dụng điện thoại của mình trong bao nhiêu lâu thì cậu sẽ phải bù đắp khoảng thời gian tương ứng với những việc mà cậu phải làm hoặc cậu muốn làm. Hãy bắt đầu những ngày đầu tiên với tỷ lệ 1-1. Một việc cậu làm trong bao nhiêu lâu thì thời lượng sử dụng mạng xã hội cũng tương ứng với thời lượng cậu sử dụng để làm công việc đó. Sau đó vài ngày cũng làm một công việc với từng đấy thời gian thì thời lượng sử dụng mạng xã hội của cậu sẽ giảm dần xuống còn 0,5 rồi 0,25 khi cậu đã hoàn toàn cảm thấy thoải mái với thời lượng sử dụng trước đó. Ngày đầu tiên tớ tập thể dục 30 phút thì thời lượng sử dụng điện thoại của tớ cũng sẽ là 30 phút. Sau đó một tuần tớ vẫn thể tập thể dục 30 phút nhưng tớ sử dụng điện thoại với thời lượng là 30 nhân với 0,5 là 15 phút. Sau đó 2 tuần tớ vẫn tập thể dục 30 phút nhưng thời lượng sử dụng điện thoại của tớ sẽ là 30 nhân với 0,25 nghĩa là 7,5 phút. Cứ như thế hãy tạo cho mình một bảng phần trăm thời gian phù hợp nhất đối với thời gian biểu của cậu. Hãy sử dụng triệt để khối thời gian của mình nhé. Cách thứ 4, sử dụng mạng xã hội bằng điện thoại của người thân trong gia đình. Cách này chỉ khuyến khích khi mà các cậu có ba má mù công nghệ. Tớ đùa đấy, nếu như mà cậu cảm thấy thoải mái thì cách này là một cách cực kỳ hữu dụng luôn. Thật ra đây lại là cách hữu hiệu nhất trong quá trình cai nghiện mạng xã hội của tớ. Tớ sử dụng Instagram của mình bằng điện thoại của mẹ tớ, người đi làm từ sáng cho đến chiều. Và việc mẹ tớ muốn nhìn thấy đó chính là tớ giúp mẹ tớ nấu cơm rửa bát chứ không phải là sử dụng điện thoại của mẹ tớ. Sau khi ăn cơm xong thì mẹ tớ cũng sẽ muốn sử dụng điện thoại để xem tin tức, đọc báo, xem phim, sử dụng mạng xã hội. Thế nên là tớ không có khả năng sử dụng điện thoại của mẹ tớ để vào Instagram của tớ được. Tớ biết đây là một cách khá là kỳ quặc ý. Nếu như mà các cậu muốn bỏ mạng xã hội một cách triệt để, nếu như các cậu cảm thấy thoải mái và không có một bí mật gì muốn giấu cả thì có thể thử theo cách này. Cách thứ 5 cũng chính là cách cuối cùng, đó chính là private account. Cách này sẽ hơi đi ngược lại với tiêu chí ban đầu một chút, nhưng mà tớ nghĩ là các cậu sẽ chấp nhận được. Private account này tớ nói đến không phải là cái account mà các cậu có bạn bè thân thiết rồi xả tất cả mọi thứ vào trong đấy như kiểu một cái thùng rác. Cái private account này là một cái account chỉ của riêng cậu. Nó là một cái hộp châu báu của cậu.
Ở đây các cậu đừng follow bất cứ một người bạn nào của các cậu cả, và cũng đừng để họ follow mình. Ở đây các cậu hãy chỉ follow những account, những tài khoản mà khiến cho các cậu cảm thấy có thêm động lực. Các cậu cũng hãy để lại bất cứ những tâm tư, những bất mãn, những mặt tối của mình, hay là những cái nốt mà các cậu muốn sau này mình đọc lại. Hãy để nó ở đây thật an toàn và tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Tất nhiên là ở cái account này chúng mình cũng sẽ không thể nào phòng tránh được những bài viết mà chúng mình không đồng ý, những bài viết mà chúng mình không ưng ý cho lắm. Thế nhưng mà số lượng của nó sẽ không nhiều bằng ở những tài khoản khác rồi. Ở cách thứ 5 này thì tớ mong là các cậu có thể kết hợp sử dụng với tất cả một trong những cách phía trên để các cậu có thể cân bằng giữa cuộc sống bình thường hàng ngày và cuộc sống của cậu trên mạng xã hội. Vừa rồi là 5 cách cai nghiện mạng xã hội mà tớ đã tổng hợp được suốt cả quá trình dài mà tớ đã thực hiện và vẫn đang thực hiện. Nếu như mà các cậu cảm thấy bất cứ một trong những cách nào có tác dụng với các cậu thì hãy thực hiện và tiếp tục thực hiện nó. Và đồng thời comment ở phía dưới cho tớ biết là quá trình của các cậu đã đi đến đâu rồi nhé. Đừng quên gửi cho tớ một cái subscribe và nhấn chuông để cô chủ nhà gửi cho các cậu video hàng tuần. Cảm ơn các cậu đã xem video này. Bye bye! Hẹn gặp ở những video sau. Bye bye!